Dạ, Y Nguyên xin kính chào cô dì, chú bác, các anh chị và các bạn. Chào cả nhà nha. Thì bây giờ Y Nguyên sẽ chia sẻ cả nhà những cái thông tin mà của Võ Sư Lộc và cái anh Funny này cả nhà. Thì hiện tại bây giờ thì cái anh Funny này chắc ảnh đi về quê vợ của anh ở rồi. Ảnh lẩn trốn anh Võ Sư Lộc rồi ha cả nhà. Đó, và các anh em chung tem của Võ Sư Lộc, đó chính là những người mà đã đi làm chung. Và thêm một phần nữa là những anh em YouTube nữa, giống như là kênh của Mập Food, là anh Linh, là thằng Mập Food, và những người mà anh em đã đi quay chung nữa cả nhà, và những anh em miền Tây nữa. Thì hiện tại bây giờ thì nhắn tin gọi điện cho anh Funny thì anh Funny cũng không có ra gặp và không có bắt máy gì hết, mà anh Võ Sư Lộc cũng đã lên tiếng và tiếng nói là hiện tại bây giờ là sẽ mời cơ quan chức năng, đó là sẽ kêu luật sư vào cuộc. Thì anh Võ Sư Lộc cũng đã có mà giống như là đi tham khảo với những luật sư rồi, và cũng có hỏi bên những người mà người ta làm bên thế cả nhà, và làm hiểu về những cái gì mà giấy tờ tiền bạc đó. Nhưng mà cái chuyện này cả nhà, nếu không khéo thì nó sẽ không còn là dân sự nữa, và nó chuyển ra hình sự luôn cả nhà. Đó, cái câu chuyện này nó chuyển ra hình sự là như thế nào hay cả nhà, đó chính là lạm dụng chiếm đoạt tài sản luôn. À, nói chung là nó là còn hơn là cái sự việc mà nói chung là nó cũng ngang ngang với cái phần là lừa đảo luôn đó cả nhà. Đó, nhưng mà nói về trắng gõ ra thì nhiều người ở ngoài xã hội người ta nói đó chính là ăn tiền đó trên mà thân xác của những anh em, xong rồi sẽ không cho những anh em xứng đáng số tiền đó. Nghĩ làm sao mà làm đó cả nhà. Đó, 5 năm được 8 tỷ tiền YouTube là chưa tính những cái mà gọi là cái những cái mà trang khác nữa cả nhà. Đó, giống như là đăng như thế thì chỉ đăng lên YouTube thôi, còn những trang mà giống như là Facebook nè, TikTok nè, rồi Instagram nè, đó, rồi những cái này cái kia nữa còn nhiều nữa đó, đúng không cả nhà? Đó, đâu phải là vô cái nền tảng YouTube này kiếm tiền một nền tảng đâu, rất là nhiều nền tảng mà không phải một kênh nữa, mà chính là hai ba kênh nữa cả nhà đó. Nhưng mà anh Funny này chắc ảnh cũng lãnh hơi bị nhiều tiền ha. Và anh Võ Sư Lộc cũng đã đề nghị anh Funny là tháo gỡ hết trơn những hình ảnh của mình, những cái gì của mình dính liên quan tới cái kênh của Funny. Tại vì những cái kênh á của Funny còn giữ lại những hình ảnh của Võ Sư Lộc á, thì nó sẽ kiếm về doanh thu cho anh Funny tiếp tục nữa. Nhưng mà cái kênh của anh Võ Sư Lộc mới đây sau này thì anh Võ Sư Lộc đã xóa những hình ảnh của Funny trên kênh của mình và không muốn liên quan, để sau này nó dễ dàng đi ra vấn đề pháp lý hơn đó cả nhà. Đó, thì trong cái sự việc này thì mình cũng có gọi cho một hai luật sư để tham khảo là như thế nào, thì một chút nữa thì Nguyên sẽ cho cả nhà nghe luật sư lên tiếng nha cả nhà. Nhưng mà trong cái vấn đề này thì bảo đảm hiện tại bây giờ thì anh Funny sẽ không bao giờ mà đi ra mà đối diện với sự thật được. Đó, là tại sao cả nhà? Tại bây giờ ảnh sợ, ảnh nói coi như là ảnh đang âm thầm nín và không nói gì hết, giống như là không muốn lên mạng, rồi không muốn này muốn kia, để im một thời gian, rồi một thời gian sau ảnh sẽ lên ảnh làm lại đó. Nhưng mà khán giả và những cái người mà người ta mời ảnh đi quay đó cả nhà, lúc trước đó thì người ta có còn nhớ tới ảnh nữa hay không, và có còn cho ảnh hợp tác để đi quay review những cái quán ăn của ảnh nữa hay không hay cả nhà. Đó, thì trong cái sự việc này á cả nhà, thì luật sư cũng đã lên tiếng, nói chung là cũng dữ dằn, nhưng mà nói gì nói, nhưng mà anh Funny anh có nghe được thì hãy đi qua nói chuyện rõ ràng với bên gia đình của anh Võ Sư Lộc đi, còn không thôi mà vô tới giấy tờ pháp lý thì nó không còn là hình sự, không còn là dân sự nữa nha cả nhà, nó chuyển qua hình sự luôn đó. Đó, tại mình cũng có tham khảo với một hai ông anh làm luật sư thì nói như thế thì nó sẽ như thế nào. Tại vì cả nhà, những ông anh làm luật sư mấy ổng nói á, cái số tiền á cả nhà, đó, cái số tiền đó lúc đầu thì nó nhỏ, nó chưa có lớn đó, giống như là hai người hùng lại làm kênh với nhau, lúc đầu thì số tiền nó nhỏ, nó không có lớn, nhưng mà càng ngày số tiền nó càng lớn, và bên phía của Vinny thì là muốn chiếm đoạt luôn. À, tại sao nó chia 82 mà cuối cùng không đưa cho người ta 82 là 1 tỷ 6, mà đưa cho người ta chỉ có 300 triệu thôi. Đó, là con số tiền nó càng lớn và kéo dài nhiều năm trời. À, kéo dài nhiều năm trời là một cái công sức lao động và cái công sức cực lực của anh Võ Sư Lộc trong đó rất nhiều, đúng không cả nhà? Nếu mà kéo dài như thế mà đưa 300 triệu 5 năm trời
thì không đủ để mà đổ xăng để đi. À, nhưng mà chuyến này thì coi như toan hay cả nhà. Chuyến này toan. Nếu mà ra giấy tờ pháp lý thì coi như là anh Võ Duy Lộc ảnh cũng bị thiệt rất là nhiều về cái phần là giống như là không có rõ ràng này nọ này kia về giấy tờ. Nhưng mà có đoạn ghi âm và có nhân chứng thứ ba, đó chính là cái anh Linh thằng Ngọc Phút, thì sẽ luật sư người ta sẽ làm rõ ra được nha cả nhà. Mà ra thì nói chung là chuyến này mà nếu mà gọi là đi bốc lịch đó chắc cũng hơi dài hạn đó cả nhà. Tại sao? Tại vì số tiền quá lớn, số tiền quá lớn, lên đến 1 tỷ mấy đó. Bốc lịch là từ 7 đến 12 đó cả nhà, đó, rất là ghê sợ ha. Thì trong đây thì mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà để cả nhà được biết về cái sự việc này. Thì mình cũng có gọi cho những manh luật sư, thì những manh luật sư ổng nói trong cái này là lạm dụng tín nhiệm đó, lạm dụng tín nhiệm, trở về sau càng ngày số tiền càng nhiều và không có dừng ở một cái điểm dừng nào nữa. Nếu mà còn hình ảnh của Võ Sư Lộc bên cái kênh của anh Funny nữa thì tiền càng đổ về, và các nền tảng khác nó sẽ tiền đổ về nữa thì như thế nào nữa ha cả nhà. Thì trong đây thì mình có gọi cho một ông anh luật sư, thì ông cũng có giải đáp thắc mắc hết trơn về những cái vấn đề này là sẽ như thế nào, rồi tiền bạc sẽ ra sao, và như thế nào mới gọi là lạm dụng tín nhiệm, là điều mấy khoản mấy, và trong đó thì anh Võ Sư Lộc ảnh bị thiệt hại cái gì, và anh Funny ảnh sẽ coi như là bị giống như là trả lại cho anh Võ Sư Lộc là như thế nào. Nếu mà không đền bù tiền bạc không này kia thì cái mức án mà gọi là bốc lịch đó cả nhà, thì nói chung là chắc cũng nan giải ha. Cái mức án mà gọi là bốc lịch đó, nếu mà bốc như thế thì nói chung là cũng lâu quá cả nhà đó, từ 7 đến 12 đó, từ 7 đến 12 cả nhà đó. Mình thấy như thế thì cũng là nan giải. Thôi bây giờ mình không để cả nhà đợi lâu, bây giờ mời cả nhà vô để cho cả nhà nghe một ông anh luật sư đó, ổng chia sẻ về cái vấn đề này như thế nào hay cả nhà. Cảm ơn cả nhà theo dõi nha. Mời cả nhà vô nghe ông anh lên tiếng nha. Một cái kênh YouTube mà cuối cùng á là chia 82 nhưng mà không có trong giấy tờ gì hết. Nhưng mà cuối cùng á là cái thằng này ôm 8 tỷ, còn thằng kia lãnh được có 300 triệu mà thằng kia còn 1 tỷ 3 mà cái thằng lãnh 8 tỷ nó không trả lại cho thằng tỷ 3. Anh hiểu không? Tại sao? Giống như là hai thằng nó hùng để làm một cái kênh YouTube, là cái kênh Funny á. Đó, là thằng Võ Sư Lộc với thằng Funny hai thằng hùng lại. Đó, là làm 5 năm trời được 8 tỷ. Rồi xong á, bây giờ á, cái thằng Funny là cái thằng chủ kênh á, nó nói nó chia với Võ Sư Lộc là 82. Là Võ Sư Lộc được 1 tỷ 6, đúng không? Là nó là còn như là của nó, nhưng mà cuối cùng á 5 năm trời nó trả cho người ta có 300 triệu à. Thì cái đó kêu bạn chẳng có thể kiện được rồi. À, mà còn 1 tỷ 3 thì nó không có mà trả. Thử đi giờ kiện. Kiện ha. Mà cái đó là hai đứa nó làm là không có giấy tờ pháp lý gì với nhau chứ á. Nhưng mà quan trọng cái là chỉ cần lúc đầu khi đăng ký là hai người có hợp thức quá thôi, có nói gì, có còn tin nhắn gì luôn là. Có còn ghi âm đồ này kia luôn. Rồi vậy thì được, đâu có gì đâu. Cái tổng số tiền chi với tiền kia cung cấp cho cơ quan chức năng thì được hết. Vậy hả? Rồi như thế là có bị bao nhiêu lỗi, bao nhiêu hình phạt gì không anh Nhân? Trời, cái đó là số tiền lớn rồi. Tại vì ví dụ như 300 triệu mà lên tới 1 tỷ 3 là nó tên là 700 triệu. Đó là kêu bằng lừa đảo hoặc là không dùng tín nhiệm giúp đồ tài sản rồi. Nó chia cho thằng này ví dụ như 2% là 1 tỷ 6, nhưng mà cuối cùng nó trả có 300 triệu à. Còn một còn nó còn tới 1 tỷ 2 lạm dụng tín nhiệm giúp đồ tài sản đó. Tức là cái đó là quá thời gian rồi. Nên là nếu mà vậy là cái mức án cao lắm. Nếu mà chứng thực được là cái mức án cao lắm. Rồi bây giờ cái thằng giờ cái ông Võ Sư Lộc á, ông kêu cái thằng Funny đó là ra gặp mặt để nói chuyện, thì thằng này bây giờ im luôn, thằng này không ra và không muốn trả tiền luôn. Thì cái đó lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt rồi, nên là cái đó là kiện ra được cái đó tội hình sự. Cái đó hình sự luôn anh, mà có dính lừa đảo vô trong đó không anh? Không, đó là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tại vì ngay từ buổi đầu là cái diện đó là hợp pháp nha. Nó không phải là lừa đảo, nhưng mà tới khi có tiền nhiều quá thì nó ốm luôn. Nên là cái đó là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 175 á. Theo điều 175 đúng không anh? 175. Dạ. Rồi. Rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 174, còn cái này là 175, tức là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt á. Ý là lạm dụng là nó nặng hơn nữa anh nha. Không phải nặng, nhưng mà ý là hai điều khác là lừa đảo thì ngay từ buổi đầu nó có dấu hiệu lừa đảo, còn cái này á là lúc đầu hai người đồng ý hợp tác. Nói sau này nó mới chiếm đoạt thì rõ ràng là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nha.
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đúng không anh luật sư Nhân? Đúng rồi như thế là cái mức án nó cao không anh, nếu qua hình sự anh? Nếu qua hình sự và cái mức án này nó lên tới 1 tỷ mấy rồi thì đương nhiên là cái mức án này khung 3 luôn á chứ không phải nhẹ đâu. Nha. Khung 3 là bao nhiêu năm anh Nhân? Khung 3 là từ 7 năm cho đến 12 năm á. Ồ, nặng nha, cái này chắc nặng nha ha. Nếu cái này mà đi ra pháp lý là cái anh Funny đó khó khi nào mà nói chuyện lại được đúng không anh? Ra pháp lý là xong luôn phải không? Ghi âm chứ còn tin nhắn là được hả? Còn cái ghi âm. Mà cái đó mình khỏi ra công chứng cũng vẫn được anh Nhân? Đúng rồi, cái đoạn ghi âm đừng cắt ghép là được. Không cắt ghép mà có nhân chứng thứ ba đứng đó luôn. Vậy cũng được, càng tốt. Nếu như thế là đi ra là nhân chứng thứ ba sẽ ra mặt luôn anh Nhân? Đúng rồi. Rồi em cảm ơn anh luật sư Nhân nha. Dạ, Y Nguyên xin kính chào cô dì chú bác các anh chị các bạn nha. Thì bây giờ Y Nguyên giới thiệu cả nhà những sản phẩm dầu thơm của Y Nguyên bán đây. Xịt kéo dài mùi rất là thơm nha cả nhà. Y Nguyên mới bán cho cả nhà. Một chai như vậy chỉ có 250k thôi. Mà ai mua 2 chai Y Nguyên đang khuyến mãi, Y Nguyên tặng cho cả nhà thêm một chai nữa là 3 chai. Đó, 3 chai 50ml chỉ có 500k nha cả nhà. Đó, ai mua 2 chai, một chai 250k. Mà ai mua 2 chai 500k Y Nguyên tặng cho cả nhà thêm một chai nữa. Bất kỳ chai nào trong đây luôn. Dầu thơm rất là thơm và xịn sò nha cả nhà. Đó, đủ mùi hết trơn luôn cả nhà. Đủ mùi hết trơn luôn nha. Đó, ai mua thì Nguyên ship tới nhà cho cả nhà luôn. Đó, 3 chai như vậy chỉ có 500k thôi cả nhà. Rất là xịn sò nha cả nhà, rất là thơm nha. Một chai 50ml nha. Y Nguyên đang khuyến mãi cho nên Y Nguyên bán với cái giá bình dân cho cả nhà xài. Cảm ơn cả nhà theo dõi rất nhiều. Ai có thương mình thì ủng hộ dầu thơm cho mình. Cảm ơn rất nhiều.